các bạn tập của mình bài Sinh tươi Việt Nam nhé. Bài này thì mình chia ra thành các tổ hợp để các bạn dễ tập, dễ thuộc hơn nhé. Đầu tiên đó là phần lời, phần nhạc. Ở bài này nó gồm có hai phần, phần nhạc và phần lời. Thế thì phần nhạc thì nó gồm có hai tổ hợp. Tổ thứ nhất gồm 32 bước đếm chân phải tại chỗ thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Sau đó vào tổ thứ hai vẫn là phần giọng nhạc. Ở phần này có kết hợp động tác tay. 1 2 3 4 5 6 7 8. Câu thứ hai là xoay đủ 360 độ, nó xoay đủ một vòng hết. Là bắt đầu chân phải, nhịp thứ nhất 90 độ về hướng phải, nhịp thứ hai 180 độ ra mặt sau, nhịp thứ ba lùi chân phải về, xoay tiếp 90 độ tiếp, và nhịp thứ tư đưa chân trái về, đồng thời vỗ tay. Đi lại câu thứ hai. 1 2 3 vỗ 4. Câu tiếp theo là đi ngược lại này. 5 6 7 8. Đi lại câu thứ hai. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. Đi lại một lần nữa. 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Đến đây là hết phần nhạc, bắt đầu vào phần lời. Phần lời như sau, bắt đầu kết hợp động tác tay luôn. Chân phải. 1 2 3 4 5 6 7 8, tay bắt chéo. Bắt chéo tay này. 5 6 7 8, đi chân sâu đo. Nào. 1 2 3 4 5 6 7 8. Câu 2 đi ngược lại, tay trái. 2 2 3 4 5 6 7 8. Tay để ngang. Đi lại. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8 để ngang nhá. Câu thứ ba là đi bước chai cha, mở tiếng về hướng bên tay trái trước, chân phải bước sang. 3 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Câu 4 là bắt đầu tay chéo chân này, tay bắt chéo này, mở ra, bắt chéo chân mở ra nhé, đủ 8 nhịp. Bắt đầu chân phải. 4 2 3 4 5 6 7 8. Hết 8 nhịp là tay mở hết. Tay mở hết sang hai bên. Đi lại. Tổ hợp thứ ba. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. 3 2 3 và 4 5 6 7 và 8. 4 2 3 4 5 6 7 8. Đi ngược lại, tổ hợp này đi ngược lại bên tay trái. Thì bắt đầu trên trái nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. 3 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Chân trái nhá. 4 2 3 4 5 6 7 8. Hết tổ hợp thứ ba này thì sẽ có 4 nhịp trước khi vào, 4 nhịp nối để vào tổ thứ tư, đó là 1 2 3 4 để hạ tay xuống. Mình đi lại tổ hợp thứ ba vừa rồi nhá. Đi hai lượt, một lượt bên trái và một lượt bên phải. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiếp tục nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nối 1, 2, 3, 4. Tiếp theo đến tổ hợp thứ tư, đó là tiến chân phải, đồng thời tay từ trong, bắt chéo tay, mở ra, đủ 8, 4, 4 nhịp nhé. 1, 2, 3, 4, sau đó chống không này, 5, 6, 7, 8. Câu 2 là tay từ tay sang từ ngoài lại đẩy trong này, lùi chân phải, 2, 2, 3, 4 là tay để ở tim. Đi lại đấy nhá, bắt đầu câu tiên, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, chân phải, 5, 6, 7, 8. Câu 3 là đi hình vòng cung nhá, là chân này, chân trước nhá, đó là hơi nghiêng một chút, 3, lúc này trọng tâm đang ở chân phải, 4 là chân trái bước lên, đồng thời đổi trọng tâm sang chân trái. Nhịp thứ 3, lùi chân phải về, đồng thời đổi hướng một chút để về bên tay phải, trọng tâm đổi trọng tâm nha. Và nhịp thứ 4 là chân trái bước về, cọ sát chân phải. Đây, 1, 2, 3, có 4, 5, 6, 7, 8 là chân trái bước lên, 5 là trọng tâm chân trái, 6 là chân phải bước lên, đổi trọng tâm sang chân phải, 7 lùi chân trái về, và 8 là chân phải bước về ngõ sát chân trái. Đi lại đủ 4 câu, à đủ 8 nhịp này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ cái tay là bắt đầu là tay đang chống không, thì một tay sẽ là tay trái vẫn đang chống không, còn tay phải là đưa ra, đưa từ trong bụng đưa ra nhá. Đây, 1, 2, 3, 4, nhịp 4 lần là đưa cái tay phải về chống không để tay trái ngược về, 5, 6, 7, 8, đi lại, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đi lại tổ hợp thứ tư này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp thứ 5, đi bước ngang, bước ba cho ta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đi trái lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 3, câu 4 đi như câu 3, câu 4 của tổ thứ 4, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hết tổ hợp này là để có 4 nhịp để nối vào tổ hợp thứ 6. 4 nhịp này nối như sau, dậm chân phải, 1, 2, 3, 4 nhá. Thì tay như sau, 1, 2, 3, 4. Lúc này trọng tâm, nhịp 4 là trọng tâm sẽ đứng ở chân trái, trọng tâm sẽ đứng ở chân trái và cái tay hình trái tim để ở bên trái. Đây, 1, 2, 3, 4, trọng tâm ở chân trái và trái tim để ở bên trái. Sau đó là đổi trọng tâm đi 16 nhịp, 1, 2, 3, nghỉ 4, tức là khi nhịp 4 sẽ không di chuyển ở nguyên sát trọng tâm bên này, 5, 6, 7, nghỉ 8,
2, 2, 3, nghỉ 4, 5, 6, 7, nghỉ 8. Sau đó là đến phần lời thứ hai, đi lại từ đầu. Bây giờ mình đi lại từ tổ hợp đầu tiên cho đến kết nối vào tổ hợp cuối cùng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, tổ hợp 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếp tục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nhịp nối 1, 2, hạ tay xuống nhịp tiếp theo. Tổ tiếp theo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếp theo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếp nối 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, nghỉ 4, 5, 6, 7, nghỉ 8, 2, 2, 3, nghỉ 4, 5, 6, 7, nghỉ 8. Lúc này đi vào tổ hợp phần lời thứ 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cho đến hết